iPhone F1 Plus. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cuối cùng là thí sinh Minh Dũng. Với vẻ ngoài đáng yêu, anh chàng đã làm đổ gục không những 4 vị giám khảo mà còn rất nhiều khán giả. Trong đêm nay, Minh Dũng sẽ phải làm gì để đảm bảo được cơ hội đi vào vòng trong cho mình? Em xin được kính chào 4 vị ban giám khảo, xin được kính chào tất cả quý khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Hôm nay em trình diễn bài hát gì nhỉ? Thưa 4 vị ban giám khảo, hôm nay em xin được hát một ca khúc. Và cái ca khúc này em xin được dành tặng cho những người con của mảnh đất thủ đô, những người con xa quê. Bởi vì em tin chắc một điều là trong mỗi chúng ta ai cũng có những cái nỗi lòng nhớ về quê hương. Một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, bài hát Nỗi lòng người đi. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Selfie lưu giữ nét đẹp tự nhiên. Oppo F1 Plus, nét đẹp tâm điểm. Oppo Camera Phone. Trông ra dáng một ngôi sao rồi đấy nha.
Hương thì Hương nghĩ là với cái dòng nhạc xưa đến giờ phút này thì bạn vẫn là cái người mà thực hiện nó tốt nhất. Nhưng mà rõ ràng là cái vòng trước thì bạn tập trung hơn trong cái phần trình diễn của mình. Ở vòng này ấy, bạn có vẻ như hơi phân tâm, tại vì bạn chưa đặt hết cái tâm trí của mình vào. Có lẽ là vì căng thẳng hoặc là bạn quá muốn thu hút khán giả của mình. Nhưng mà thật ra người nghệ sĩ thu hút là khi mà bạn hát, bạn cứ đặt hết tâm huyết của mình vào là tức khắc bạn sẽ có một cái sức hút để khán giả hút vào với bạn. Chứ đừng có phải cố gắng. Cái điều đó thì đôi khi nó sẽ tạo nên một cái khoảng cách với khán giả. Nhưng mà với Hương thì quan điểm của Hương thì Hương vẫn thấy nếu như cần một dòng nhạc xưa để tiếp tục ở trong cuộc thi này thì Hương vẫn suy nghĩ đến bạn. Đấy là ý kiến của Hương. Thế anh vẫn nghĩ là em đã thực hiện bài này rất là tốt. Tại vì là anh rất là thích cái giọng ca của em. Anh nghĩ là cái trong cuộc thi này nên cần một cái giọng ca giống như em. Dạ, em xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em là người có giọng. Đáng lẽ nếu em hát, em mở khẩu hình, em hát, em đưa cái âm thanh ra nữa thì em thuyết phục toàn bộ bởi cái sự lồng lộng, cái sự đắt từng cái câu văn học ấy. Chị vẫn nhìn thấy em có thể hát hay hơn nữa. Cái hạn chế của em chính là vì em đi một cái chặng đường dài thì bắt đầu em cần cái học vấn rất là quan trọng. Em sẽ làm chủ được cái bài hát của mình ngay. Bây giờ mình phải đánh ra một cái sự lựa chọn, ai đồng ý, ai không đồng ý. Chị nghĩ rằng là dòng nhạc xưa bây giờ cũng được rất là yêu mến. Và em có một cái cách nó cũng rất là riêng của một cái sự thể hiện. Nó cũng rất là phóng khoáng và tuổi trẻ. Đương nhiên là giám khảo bao giờ cũng sẽ có rất là nhiều chiều. Cho nên là chị vẫn giữ quan điểm của chị như từ đầu là chị muốn em đi vào vòng trong. Dạ, em xin cảm ơn chị. Anh cũng đồng ý em được vào vô vòng trong. Dạ, em xin cảm ơn. Anh rất tiếc. Nếu bây giờ Tùng Dương đồng ý thì mình sẽ phải lựa chọn một trong 6 người kia. Một người phải nhường chỗ cho Dũng bước vào. Bây giờ bọn mình sẽ suy nghĩ kỹ xem là Dũng có thực sự xứng đáng để bước vào trong 6 người ngồi ở trên chiếc ghế kia chưa. Tôi lại mong đợi hơn thế nữa. Tức là em không chỉ bị gói gọn mình ở dòng nhạc xưa mà em phải thử sức ở dòng nhạc khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ cho em một cơ hội. Em xin cảm ơn anh rất nhiều. Vì vậy là bây giờ tới cái bây giờ mấy cái đoạn khó nè. Tại vì là bây giờ phải chọn một người phải đi về. Rồi càng khó cho ban giám khảo đây. Ban giám khảo muốn xin mời thí sinh ngồi trên ghế. Ba ghế số 4. Bây giờ trong ba bạn thì mình sẽ phải chia tay một bạn đúng không? Chị nghĩ rằng là với một cái khả năng đánh piano, với một giọng hát cũng làm chủ được sân khấu, thì chị nghĩ rằng là Tân sẽ vẫn được tiếp tục. Đấy là cái cá nhân chị. Bạn Như và bạn Dũng thì chị vẫn bảo tồn cái ý kiến của chị. Chị thích bạn Như hơn, bởi vì bạn cho dù thế nào đi nữa bạn vẫn có cái sự sáng tạo, mặc dù là cái sự sáng tạo đấy nó chưa thực sự là thuyết phục tuyệt đối. Chính vì vậy nó mới xảy ra cái sự lựa chọn của chúng mình đang đứng ở đây để chọn, thì chị vẫn chọn Như và Tân, bởi vì là ngay từ đầu là em muốn có dòng nhạc xưa. Ok, nên em sẽ chọn bạn đầu tiên. Đây có một phiếu của em. Còn bây giờ hai bạn bên này thì em sẽ suy nghĩ. Thì em thấy là về phần nữ thì giữa bạn Như với cả bạn ghế số 2 ấy, em nghĩ rằng nó hơi trùng màu. Và nếu như so giữa hai giọng hát nữ thì rõ ràng giọng của bạn ghế số 2 sẽ nội lực hơn bạn Như. Còn bốn bạn kia là các màu của bạn rất là rõ ràng. Để tạo nên cái sự khác lạ như thế thì như bạn Tân là vừa một người hát, đánh piano. Cho nên là bản thân em thì em sẽ chọn hai bạn nam. Vì mỗi em đều có một cái thế mạnh riêng.
anh thì anh thấy là Như thì cũng là một cô gái rất là đam mê âm nhạc. Dũng cũng vậy. Tân cũng vậy. Tân cũng thế. Đương nhiên là anh sẽ chọn Tân. Anh sẽ chọn Tân trước. Ôi, đau đầu quá. Như vậy này, bây giờ anh sẽ chọn Như với lại Dũng. Người quyết định là sẽ cuối là cuối cùng là anh Tùng Dương. Trời ơi. Bây giờ nhá, bây giờ trước tiên này, ai là người bốn trong bốn chúng mình ai đồng ý bạn Tân thì giơ tay. Thế trận đây nhá. Con mình nghe bạn Tân à? À hai hả? Tân. Hai Tân à? Bạn Tân. Bạn Tân. Tân thì là em vi để chị à? Đâu Tân với Tùng Dương. Em Tùng giữ Dương. Lại Tân. Thế tức là Tân thoát, Tân có 3 phiếu rồi. Bây giờ chỉ còn hai bạn. Rồi bây giờ như này, còn hai bạn cuối cùng. Thôi okay, bây giờ quyết định. Bây giờ vote lại nha, bây giờ ai? Nếu mà em thì em giữ bạn Dũng. Em ai? Em chọn ai? Em là ai? Tôi sẽ ra lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn Dũng. Rồi vậy bây giờ hai người đã chọn Dũng rồi. Thì chỉ cần một người chọn Dũng nữa thôi là Dũng sẽ vô. Và người đó là anh sẽ chọn Dũng luôn. Cho nên là chúc mừng Dũng đã vô vòng sau. I can make you happy, make your dreams come true. Xin chúc mừng Trần Minh Dũng khi anh đã ngồi vào chiếc ghế đỏ cuối cùng một cách ngoạn mục. Hy vọng các thí sinh đi tiếp vào vòng trong sẽ có những màn trình diễn thăng hoa để các vị giám khảo không thất vọng với quyết định của mình.